bão số 3 đang cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 400 km, giật trên cấp 17. Để chủ động ứng phó với bão số 3 trên Biển Đông, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng, các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, theo dự báo sẽ là những tỉnh thành bị ảnh hưởng, cần chủ động ứng phó. Thưa quý vị, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế, một trong những hoạt động giao lưu văn hóa được bạn bè các nước ASEAN và bạn bè quốc tế quan tâm, mong đợi, đã diễn ra tối qua tại Hà Nội. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 56 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh, với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam không chỉ nghiêm túc hoàn thành các cam kết và nghĩa vụ của một nước thành viên, mà còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của ASEAN, được các nước trong và ngoài khu vực ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, hợp tác hữu nghị và liên kết khu vực trong khuôn khổ ASEAN tiếp tục là một trong những ưu tiên đối với chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam. Trong các cái gắn kết giữa các cái dân tộc trên thế giới nói chung và các cái khu vực, các quốc gia ở khu vực là Đông Nam Á nói riêng, thì gắn kết về văn hóa là cái giao lưu mà chúng ta gần với nhau nhất. Thế và cái giao lưu văn hóa ngày hôm nay, các cái nước đại diện cho ASEAN đã tham gia vào các cái chương trình thể hiện các cái nét văn hóa dân tộc, và đấy cũng là cái tương đồng, nó gần gũi, và cái văn hóa nó sẽ làm gắn kết của chúng ta ngày càng nhiều hơn trong các cái lĩnh vực. Chương trình nghệ thuật diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, điểm nhấn là phần biểu diễn trang phục truyền thống ASEAN của những người mẫu đặc biệt là những cán bộ của Đại sứ quán các nước ASEAN. Phần trình diễn đã tôn vinh sắc màu văn hóa của mỗi nước thành viên ASEAN. Trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam đã được trình diễn trong sự chiêm ngưỡng tán thưởng của đông đảo đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự chương trình. Thật vui khi được tham gia biểu diễn trong sự kiện trọng đại này. Ngoài việc chia sẻ những điệu nhảy cũng như trang phục truyền thống của Lào đến bạn bè ASEAN, chúng tôi cũng mong muốn được học hỏi từ những nền văn hóa khác trong ASEAN. Đây là một chương trình giao lưu văn hóa rất có ý nghĩa. Tôi đánh giá cao chương trình này. Ngày nay tôi nghĩ điều quan trọng nhất với các bạn trẻ là trau dồi kỹ năng, kiến thức để có một tâm thế vững vàng, làm những điều giúp ích cho đất nước. Tôi rất vui mừng và phấn khích khi được tham gia sự kiện này để tiếp cận với những nền văn hóa khác nhau của các nước ASEAN. Mong rằng ASEAN sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để cổ vũ, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia rèn luyện những kỹ năng của mình. Thông qua chương trình này thì em rất muốn là được lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến tất cả các bạn bè các nước trên thế giới nói chung và trong khu vực ASEAN nói riêng. Điểm nhấn của chương trình còn là những tiết mục được dàn dựng công phu do các nghệ sĩ của Nhà hát chèo Hà Nội và các nghệ sĩ không chuyên đến từ Đại sứ quán các nước ASEAN biểu diễn. Các bài hát, điệu múa ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống của các nước ASEAN chính là món quà đặc biệt góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Hà Nội và bạn bè quốc tế cũng như giữa Việt Nam với các nước bạn ASEAN. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải. Để phản ánh các vi phạm và được giải đáp thông tin trong lĩnh vực giao thông vận tải, người dân liên hệ các số điện thoại sau: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an 0995 676767 hoặc 0692342608. Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Người lái Cục Đường bộ Việt Nam 1900-599-870, máy lẻ 2. Phòng Quản lý Bảo trì Kết cấu Hạ tầng Giao thông Cục Đường bộ Việt Nam 1900-599-870, máy lẻ 1. Cục Đường sắt Việt Nam 0865-367-565. Cục Hàng không Việt Nam 0916-562-119. Cục Đường thủy Nội địa 0942-107-474. Cục Hàng hải Việt Nam 0914-689-576. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia 081-4-5-5-5.
0911-5911. Người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện hoặc số hiệu chuyến bay, chuyến tàu. Hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 10, nghị quyết 17/2013 của Hội đồng Nhân dân thành phố về một số biện pháp cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cùng tham dự. Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 1.200 biệt thự cũ, khoảng 509 nhà cổ và 1.167 công trình kiến trúc. Việc thực hiện quy trình Ủy ban Nhân dân thành phố lập danh mục tổng thể các công trình cải tạo, phục hồi phá dỡ để trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định, hiện gặp khó khăn và thiếu tính khả thi trong bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kiểm định, bảo tồn, cải tạo và chỉnh trang công trình. Do đó, các chuyên gia, nhà khoa học tán thành với đề xuất giao Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định các trường hợp là nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 đã hư hỏng, xuống cấp, nguy hiểm, cần cải tạo, phục hồi, phá dỡ, xây dựng lại sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhằm tăng tính chủ động, kịp thời, nhất là đối với công trình cấp bách, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương cho rằng việc sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 10, nghị quyết 17 là một trong những giải pháp của thành phố nhằm đẩy mạnh nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo tinh thần tăng cường phân cấp, ủy quyền, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, cập nhật các văn bản luật liên quan đang được xem xét, sửa đổi hay sắp có hiệu lực để đảm bảo tuổi thọ của nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, theo định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, việc nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo được xem là con đường để nhanh chóng tận dụng được sức mạnh của khoa học công nghệ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển. Trong nửa nhiệm kỳ qua, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực thực hiện chủ trương trên với những hành động cụ thể. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia hiện là nơi hoạt động của khoảng 50 công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với sự hỗ trợ từ các cơ chế chính sách thông thoáng cùng nhiều ưu đãi trong gọi vốn, kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp yên tâm phát triển các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, robot. Đổi mới đó là chúng ta xây dựng dựa trên nền tảng cũ và sáng tạo là từ đó phát triển nền tảng mới. Thì nếu chúng ta nhìn nhận thì rõ ràng là các hệ thống website, hệ thống ứng dụng, các hệ thống của chúng ta sử dụng hàng ngày đang được thay đổi và cập nhật rất là nhiều. Và điều tuyệt vời nữa đó là Made by Việt Nam. Hiện Việt Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thu hút dòng vốn đầu tư lên tới hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo bảng xếp hạng, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2022 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO công bố, Việt Nam được đánh giá có năng lực đổi mới sáng tạo xếp vào nhóm cao nhất trong số những quốc gia đang phát triển, ở vị trí 48 trên 132 quốc gia, nền kinh tế. Việt Nam là một trong số ít những quốc gia thu nhập trung bình thấp được WIPO ghi nhận có tốc độ bắt kịp về đổi mới sáng tạo nhanh nhất, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo. Trong nửa nhiệm kỳ qua, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã coi xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở định hướng chung của nghị quyết, thì các bộ, ngành, địa phương đã ra các cái chiến lược, chương trình hành động cụ thể. Rất nhiều mô hình mới, nhiều phương thức sản xuất kinh doanh mới được hình thành, nhiều cái phương thức huy động các cái nguồn lực tài chính cho đổi mới sáng tạo. Gần đây thì chính phủ đã có chỉ đạo, thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng như các bộ ngành cũng đang rà soát lại về cơ chế chính sách để làm sao các nhà khoa học được giải phóng khỏi những cái cách quản lý mà lạc hậu, có thể giải phóng được sức sáng tạo. Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 đã ban hành nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng để nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, ưu tiên cho phát triển các ngành, lĩnh vực có công nghệ và giá trị gia tăng cao.
Để đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đổi mới sáng tạo chắc chắn là một trụ cột quan trọng cần được thúc đẩy mạnh mẽ. Việc đổi mới tư duy và hành động một cách quyết liệt cho hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ khai thông, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam. Thưa quý vị, sau 8 tháng triển khai thực hiện mô hình điểm, chợ văn minh an toàn hiệu quả trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình này để có thể nhân rộng trong thời gian tới. Mô hình chợ văn minh an toàn hiệu quả trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai thí điểm tại một số chợ như chợ Thái Hà, chợ Kim Liên, quận Đống Đa, chợ Gối, chợ Mới, chợ Phùng Khoang, chợ Phùng, huyện Đan Phượng, chợ Thượng Thanh, chợ Kim Quan, quận Long Biên. Sau khi tham quan mô hình chợ văn minh tại chợ Thái Hà, quận Đống Đa, nhiều đại biểu cho rằng đã có một sự thay đổi rất lớn về mặt nhận thức và hành động của cả người mua hàng và người bán hàng. Tại hội thảo, nhiều ý kiến tâm huyết đã được chia sẻ, trong đó tập trung vào sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền tới các tiểu thương tại các chợ nhằm thay đổi hành vi, nhận thức, giúp các chợ hoạt động văn minh và hiệu quả. Xin được chuyển sang phần thời sự quốc tế. Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm nay nhóm họp tại Tây Ban Nha để đưa ra phản ứng đối với cuộc đảo chính tại Niger, các diễn biến tại quốc gia Trung Phi Gabon và cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc họp Ngoại trưởng EU sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng của chính quyền bị lật đổ Niger, ông Masumi Masudu, đại diện Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS, và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Trước cuộc họp tại Tây Ban Nha, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell nhận định, cuộc đảo chính tại Niger đã gây ra một kỷ nguyên bất ổn mới ở khu vực. EU cũng sẽ thảo luận về cách ứng phó trong trường hợp ECOWAS tiến hành can thiệp quân sự vào Niger. Ngày 30 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức đã lên án cuộc đảo chính tại Gabon, đồng thời thừa nhận lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trước khi quân đội tiếp quản quốc gia Trung Phi này. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ, quân đội không có quyền can thiệp bằng vũ lực vào tiến trình chính trị. Người dân Gabon phải có quyền tự chủ và tự do quyết định tương lai của họ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố London lên án việc tiếp quản quân sự vi hiến ở Gabon và kêu gọi phục hồi chính phủ hợp hiến. Trước đó, một số sĩ quan quân đội cấp cao Gabon tuyên bố họ đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán thượng viện, hạ viện và tòa án hiến pháp. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo Ondimba, 64 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Chính khách này đã lãnh đạo Gabon suốt 14 năm qua. Một số sĩ quan quân đội cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ, trong đó có con trai ông, cố vấn Noureddin Bongo Valentin. Lực lượng cầm đầu cuộc đảo chính tại Gabon đã chỉ định tư lệnh lực lượng vệ binh Cộng hòa Gabon, tướng Brice Oligui Nguema làm chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp và khôi phục thể chế, kiêm Tổng thống lâm thời trong quá trình chuyển tiếp của quốc gia Trung Phi giàu tài nguyên dầu mỏ. Chính phủ Hàn Quốc hôm qua đã công bố dự thảo ngân sách năm 2024 trị giá gần 657 tỷ won, tương đương hơn 496 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,8% so với năm 2023. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 2005. Theo Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, chính phủ phản đối việc tăng ngân sách bừa bãi, thực hiện triệt để chính sách tài chính nhằm giảm gánh nặng nợ cho các thế hệ tương lai, nỗ lực chuyển sang nền kinh tế định hướng thị trường, lấy khu vực tư nhân làm trọng tâm. Trong quá trình lập dự thảo ngân sách năm 2024, chính phủ Hàn Quốc đã tái xem xét tính phù hợp và hiệu quả của tất cả dự án tài chính nhằm giảm chi, tái cơ cấu chi tiêu, đặc biệt trong các khoản chi về nghiên cứu và phát triển và gói hỗ trợ. Thay vào đó, chính phủ nước này đẩy mạnh ngân sách phúc lợi dành cho người có thu nhập thấp. Dự thảo ngân sách dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội phê duyệt vào ngày 1 tháng 9 tới. Bản tin thời sự chiều của Đài Hà Nội xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.